một số anh em có cái duyên trong cái ngành audio. Cái duyên là gì? Là anh em mình hiểu biết về audio, được người thân, bạn bè quen biết đấy nhờ mua hộ cái nọ cái kia. Thì một cái mic này này, dòng mic này được một số anh em hỏi là khi mà có người thân nhờ mua hộ ấy thì có được giảm giá hay không? Thì cái chính sách bán hàng bên mình thì thứ nhất là anh em mua ở lần thứ hai, và thứ hai là anh em mua một lần đó, nó phải mấy chiếc, ví dụ như 3 chiếc hay 5 chiếc hay 10 chiếc thì giá nó mới tốt được anh em nhé. Còn đương nhiên là những em có duyên mà kể cả không mua mic nhưng mua lần thứ hai sản phẩm khác thì bên mình vẫn hỗ trợ anh em mình có cái tiền điện thoại. Tất nhiên là những cái dòng mic thì anh em biết đến là nó có tỷ suất là không cao, nhưng em mình chỉ có muốn rẻ thì còn lấy nhiều. Thì những người bán bên mình thì mỗi cái nãy một ít thì cộng vào, nhiều cái thì mới ra đơn được. Còn em lấy một chiếc thì tiền ship, tiền chiếc đủ kiểu nữa thì nó khó anh em nhé. Đây là mic sao chắc bộ đồ 600 mà được một số anh em hay dùng để hát karaoke đình. Một số anh em thì muốn lấy hộ người thân, nhưng trên thực tế thì anh em biết rằng nó một chiếc hay hai chiếc thì nó không thể bớt được nhiều được, anh em thông cảm điều đó thôi. Còn anh em muốn lấy muốn nó rẻ thì phải lấy nhiều, thì bên mình về được nhiều thì em báo cho anh em. Trong trường hợp mình về được 5 cái hay 10 cái thì anh em lấy cả thì giá tốt nhất nhá. Chữ USB này, chữ USA này chìm luôn nhá, khắc chìm luôn nhá. Khắc chìm. Mà củ bọc nhôm vòng quanh. Con này mình quay quá nhiều rồi, quá nhiều trong clip mấy ngày gần đây. Khoảng tầm 1 2 tuần gần đây. Mình công khai giá bán lẻ luôn, đó là giá là 1.400.000 một cái và bên mình sẽ bao ship toàn quốc tặng kèm thêm một sợi dây mic Nhật dài 6 mét. Một anh có comment hỏi là mic mà không có dây thì hát kiểu gì, thì sao? Nhiều anh em lại có dây rồi, nhiều anh em mua mic không nhá anh em nhá, nhiều em mua dây, mua mic không, còn cái dây là mình tặng kèm thôi anh em nhá, tặng kèm thôi. Chứ về nhập về này, nhập một nô về, ví dụ nó 10 cái hay 12 cái 15 cái nó chỉ có tay không như thế này thì bên mình chỉ biết quay tay không thôi, còn cái dây thì bên mình phải bố trí, chứ không phải là sản phẩm về nó có dây sẵn. Nên như anh em cứ comment nói là không có dây thì hát bằng cái cách nào kiểu gì, đúng không? Anh em nào mà lấy số lượng thì liên hệ nha, và cảm ơn anh em đã quan tâm. Và anh em nào mà lấy hộ người thân, lấy lần hai hoặc lấy nhiều thì liên hệ nha, để có cái chính sách hỗ trợ như anh em có thể điện thoại hoặc có cái công tốt nhất. Và chào anh em.